nó bị cái kiểu người Trung Quốc á, rồi bắt đánh đập hành hạ nó mà nó trốn được khỏi ha, nó giá nó mất Phật á, nó đầu sinh Phật á, cái bắt đầu nó vượt qua được cái bể khổ này á, bắt đầu bà biết sao nó lang thang sao nó lấy được một phần như vậy, rồi bây giờ nó giàu dữ dằn, nó chủ không nói gì đâu mà nha, cứ quay qua đây cũng như quay lại. Vậy biết sao không á, chổng đồng ruộng xịt thuốc nhiều á. Nè dừng té con. Dạ nó không đứng thẳng cái nước rồi. Xem ra đi. Cái gì nè? Gì đấy? Chứ giờ được con toán hả? Được con toán hay sao hả? Bây giờ Tấu Hân mới từ đường là lại cha với mẹ bên họ gái và họ trai. Dạ. Dạ, cái thưa, cái tiếp đó là phần anh chị em nếu có quà chung là nè, anh chị em cô gì vợ cậu mở có kêu hết gọi hết cho này. Dạ cô gì vợ chú thím cái đấy bà vợ cái con á hằng lệ.
cô gì ổng cậu mà ở kiếm bác hoặc là em nếu có quà thì là đem mình dọn ngoài là nở như vậy đến chảy là thua lắm đó. Cô cậu gì dưỡng chú thiếm mà lên bằng giữa mà trừ em thì đến trao nhưng mà có nếu có quà cứ tới. Quý vị ơi cho chú rể cô dâu xá cha mẹ mời rồi nếu anh em cũng đủ đấy được anh hai rồi. Rồi chị ai đâu? Đi một tí nha mày. Nếu gì vậy thì đâu thì nó tới nha, mình nói nha. Cái phần ý thức hôm nay đến đây thì trước tiên tôi mời là chúng mời đến chúng mời đến chào các anh ơi chào đâu ạ tao chị Xuân ờ có chỗ nào thì quay hết đi quay hết đi quay chụp hình đi ờ nó đang quay chụp hình chạy bển lấy đi rửa cho mai rồi 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 chụp hình